Mình là Minh Hưng, mình là sinh viên K29 của ngành kinh doanh quốc tế. Mình là Thảo Nguyên, mình là sinh viên K29 của ngành quan hệ công chúng. Mình là Đức Thuận, mình là sinh viên năm 2 của ngành truyền thông đa phương tiện. Mình là Hữu Ý, sinh viên năm 2 ngành truyền thông đa phương tiện. Mình là Quảng Trinh, sinh viên khóa 7 khoa quản trị kinh doanh. Mình là Duy Minh, mình là sinh viên K27 đến từ khoa thương mại. Mình là Thanh Thanh, khóa 25 đến từ ngành thanh nhạc, khoa nghệ thuật ứng dụng. Mình là Đình Phong, khóa 26, ngành kinh doanh thương mại, khoa thương mại. Vì là con gái nên cũng nghe khá là nhiều rồi. Phong thì Phong đã từng nghe rất là nhiều những cái định kiến về người phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ Việt Nam mình nữa. Mình đã từng nghe rất nhiều thông qua mạng xã hội. Trên TikTok rồi Facebook này, ở ngoài đời cũng có nữa. Con gái học cao thì khó lấy chồng. Thì đối với mình thì quan điểm này chưa phù hợp. Bởi vì hiện nay có rất nhiều người phụ nữ rất là thành đạt và họ vẫn có cho mình những cái niềm hạnh phúc riêng. Họ vẫn có những người bạn đời rất là yêu thương mình. Không nha, tôi thấy không đúng nha. Tại vì ở đây hiện nay nè, là con người, những người người ta là học thành đạt nè, luôn là những người mà được nhiều tâm điểm nhất á. Thì tôi thấy là người con gái mà có học cao thì họ rất kiểu như là sao ta, cũng rất là dễ thấy chồng chứ đâu có khó đâu. Ở khía cạnh là một người phụ nữ Việt Nam á, tôi nghĩ là mình được học tập nè, sẽ được đào tạo trong môi trường tốt, rồi có kỷ luật, rồi thêm nhiều cơ hội để phát triển nữa. Nên cái việc khó lấy chồng, tôi nghĩ là do ở bản thân mỗi người có muốn hoặc là không á. Tại vì đàn ông á thì họ thích những cái người phụ nữ mà kiểu họ sắc sảo nè, họ thông minh nè. Hiện tại mình thấy các phụ nữ cũng như là các chị em phụ nữ hiện tại rất là giỏi. Nên là cái việc họ bỏ công sức ra để học tập cũng như là phát triển bản thân á, thì sau này họ cũng sẽ có lại được những cái mối quan hệ phù hợp với trình độ mà họ đã cố gắng tạo ra cũng như là phát triển. Nên là cái việc mà các bạn nữ học ngày càng tốt hơn cũng như là giỏi hơn nữa thì họ sẽ đạt được cũng như là gặp được những cái mối quan hệ thực sự là phù hợp với trình độ của họ thôi. Nên không nhất thiết phải là học cao là khó lấy chồng gì cả. Có thể đúng hoặc cũng có thể không, tùy vào trường hợp cái người chồng mà họ muốn tìm là ai. Chẳng hạn như người phụ nữ mà học càng cao thì tư duy của họ sẽ càng cao, cũng như là con mắt nhìn người và trải nghiệm của họ sẽ càng cao hơn nữa. Cho nên là cái việc tìm chồng nó sẽ trở nên khó hơn. Nhưng đó cũng là một bước để họ tìm một người mà có thể yêu thương họ đến trọn đời hơn. Và ông bà mình ngày xưa cũng có một câu nói, đó là mây tầng nào thì hút mây tầng đó. Có nghĩa là người phụ nữ giỏi thì sẽ có được người đàn ông giỏi. Nói nôm na là chung tần số đó. Câu này là câu quen thuộc nè. Phụ nữ chỉ là người đứng sau người đàn ông thôi. Ông bà ta thường có câu là đằng sau một người đàn ông thành công á thì thường sẽ có bóng dáng người phụ nữ. Nên là cái việc các bạn nữ ở phía sau ủng hộ cũng như là luôn chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ thì cái việc nó là chuyện bình thường và nó thực sự là nên có, đúng không? Nghĩ là nó vừa đúng và vừa sai. Nó đúng là người đàn ông họ sẽ yên tâm để có thể làm việc hơn nếu mà họ có những người phụ nữ luôn đồng hành và đi theo mình. Và Hưng cảm giác như là bản thân Hưng cảm giác như là những người phụ nữ luôn có một cái sức mạnh tiềm tàng nào đó, đó là sức mạnh quản lý tài chính. Và nếu mà Hưng có vợ sau này thì chắc chắn là Hưng cũng sẽ đưa họ quản lý tài chính của Hưng rồi. Nhưng mà nó sai ở điểm là hiện tại có rất nhiều những người phụ nữ giỏi và họ vẫn có thể vừa đi cùng những người đàn ông để có thể tạo lên được một mái ấm hạnh phúc. Với mình thì người phụ nữ không phải là đứng sau một người đàn ông đâu, mà người phụ nữ hoàn toàn có thể đứng bằng với cả người đàn ông luôn. Các bạn có theo dõi chương trình Shark Tank á thì các bạn sẽ thấy đó là Shark Lin là một Shark nữ nhưng có thể ngồi cùng hàng ghế với các Shark nam. Và ở trường mình cũng vậy, những việc nào mà các bạn nam làm được thì các bạn nữ đều làm được. Và ở đây tụi mình cũng vậy, Thanh Thanh là một vocal cũng, và mình cũng là một vocal cùng đứng như nhau. Mọi người thường hay quan niệm đó là đàn ông á, một người đàn ông thành đạt á thì phía sau họ thì luôn có một người phụ nữ. Nhưng mà tôi nghĩ thời bây giờ đó thì phụ nữ có thể là đứng ngang đàn ông hoặc là đứng trên luôn, kiểu một người phụ nữ thành đạt đi thì phía sau sẽ có một người đàn ông vững chãi. Cũng đúng cũng hay. Còn thú vị ta. Phụ nữ chỉ là những người chân yếu tay mềm. Phụ nữ thì chân yếu tay mềm thiệt, nhưng mà người ta chỉ yếu bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong nội tâm của người ta thì rất là mạnh mẽ luôn á. Nó vừa không đúng cũng không sai á. Điều đầu tiên, có những việc siêu nặng luôn,
thì người phụ nữ họ không thể nào làm một mình được rồi, họ cần có sự giúp đỡ nè. Nhưng mà không thể nào phủ nhận được là ở bên cạnh đó họ vô cùng khéo léo, lại còn tinh tế nữa. Nhưng bản thân Minh là một bạn trẻ thì Minh không đồng ý với ý kiến này cho lắm. Vì thật sự Minh cũng như chắc là mọi người cũng thấy nha, thì hiện tại những việc các bạn nam làm được thì các bạn nữ cũng sẽ làm được. Nên là cái việc bình đẳng giữa nam và nữ thì hiện tại nó rất là bình thường. Nên là không nhất thiết phải có những việc các bạn nam làm được mà bạn nữ không được làm thì không đúng. Người phụ nữ hiện tại họ rất là mạnh mẽ đó chứ bộ. Không nói đâu xa, cái này thì nó hơi một xíu, riêng tư một xíu. Là mẹ Hưng là một người mẹ đơn thân. Và mẹ Hưng thì làm rất nhiều ngành nghề để có thể mưu sinh. Nhưng ngành nghề chính của mẹ Hưng thì vẫn là nhà báo. Và Nguyên cũng đã biết là nhà báo thì họ cũng phải bưng bê, không quét rất là nhiều. Nên sau khi mà Hưng thấy mẹ Hưng đi làm việc về nhà thì Hưng cảm giác như là mình rất là thương mẹ. Nên là những người phụ Hưng cực kỳ có một cái sự tôn trọng nhất định nào đó với những người phụ nữ và những người con gái. Người phụ nữ họ cũng rất là mạnh mẽ chứ, họ đâu có thể là một người chân yếu tay mềm mà họ không làm được gì đâu. Những cái việc mà đàn ông làm được thì những người phụ nữ cũng hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí là họ làm một cách khéo léo hơn, tỉ mỉ hơn nữa so với cả cái sự bộc trực và đa số những người đàn ông khi mới bắt đầu công việc sẽ gặp phải. Cho nên là với Phong thì Phong nghĩ đó là thay vì nói là phụ nữ là chân yếu tay mềm thì mình có thể nói phụ nữ là chân đẹp và tay giỏi thì hay hơn là chân yếu tay mềm. Mình sẽ biết câu nói cuối cùng. Wow, câu nói hơi căng à. Con gái là cần phải công, dung, ngôn và hạnh. Một xưa giờ mình vốn dĩ mình quan trọng con gái là ở thái độ và những cái điểm mà họ tốt, chứ còn đầy đủ công dung ngôn hạnh hay không thì mình thật sự mình chưa quan tâm lắm. Người con gái thì họ vẫn cần có công dung ngôn hạnh đi. Ở thời điểm hồi xưa hoặc là ở hồi nay đi, họ vẫn cần có công dung ngôn hạnh đó. Nhưng mà nói về suy xét về hồi nay thì cái công dung ngôn hạnh thì người phụ nữ về mấy cái tư tính này đây là rất là tốt rồi đúng không? Có hết thì ok, nó có hết thì là rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà ở điểm hiện tại đi, có một số người phụ nữ họ chỉ cần có một trong những tư tính này thôi, họ vẫn thành công, họ vẫn luôn là người được người ta tôn trọng, tôn vinh. Ok không? Ok luôn. Các bạn nữ cũng đang ngày càng phát triển bản thân nhiều hơn. Nên là về quan điểm này thì Minh vẫn đồng tình. Nhưng mà sẽ có những cái mới, các bạn nữ sẽ phát triển tốt hơn á. Nên là chúng ta cũng không nên quá gò bó. Vì ở nhà mẹ vốn đã là từ thời trước rồi, nên là mẹ hay dặn là con ơi phải học nấu ăn nè, con ơi phải học tập tốt nè, rồi đủ thứ trên đời luôn, là phải công dung ngôn hạnh. Nhưng mà ở hiện tại Nguyên nghĩ nha, mình nên tùy vào sở thích nè, lập trường, rồi khả năng điểm mạnh của mình nữa, và mình có thể phát huy đó. Cái công dung ngôn hạnh nó không còn là khuôn khổ. Nghĩa là những người phụ nữ hiện tại họ vẫn có nhiều thứ còn hơn cả công dung ngôn hạnh cơ. Họ vẫn có thể lo được việc nước và đã được việc nhà nữa. Nên là công dung ngôn và hạnh thì có cũng được và không có cũng không sao. Vậy là chúng mình đã vừa chia sẻ xong về những định kiến về người phụ nữ. Nhân đây Minh và Trình muốn gửi lời chúc đến các bạn nữ rằng chúc các bạn nữ có một tháng 3 thật là vui vẻ, ngày càng càng xinh đẹp. Và nếu còn những thắc mắc nào khác, các bạn hãy bình luận phía bên dưới để mình có thể giải đáp vào những số sau. Còn bây giờ thì xin chào.